MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Ôi cô Nam hôm nay đến nữa ha. Sao hôm nay mình đến trưa cô mà không đến sớm cô? Dở rạp cô buồn quá cô chạy lên liền. À. Nhưng mà hồi sáng là chú. Nói giờ cô lên toàn cô đi tóc hành không à. Hôm nay xuống lên có, chơi. Có, có. Dạ, cô bớt cô. Bớt cô. Cô ơi. Anh ơi anh ơi. Lần nào tôi tới ổng cũng bay ra tôi nói thiệt. Dạ. Bướm á là cô nói thiệt là dâm hồn ổng thiệt luôn á. Hồi kỳ bà già chồng cô về cũng vậy nữa. Bà bay cái salon bà hay qua nha em bà ngồi với chị. Cái em mới nói ông xã em nói bà nội về. Cái ổng lại, ổng nói em tào lao. Cái em nói nếu mà phải má bà bỏ dạy ngoài đi. Cái bà bay lên tấm hình bà đậu. Cái em nói giờ ảnh không tin. Má làm lần nữa cho anh thấy đi. Má đừng có bay ra cái cửa mà má bay ra cái bông gió cho con thấy. Cái bà bay ra cái bông gió luôn. Từ đó là chồng em là tình sái cổ luôn. Tình sái cổ luôn. Qua cái clip mà của 66 gì nè. Đậu lên tay tại 66. Đậu trên tay tại 66 là em nói 100% cậu về đó. Thiệt hôm nay nghe nó tháo cái này ra nó muốn khóc nó thiệt buồn á. Thế cũng khóc luôn. Để cho mấy chục ngày nó đi đừng khóc. Thế rồi nhà cô có mơ thấy cầu năm về không? Không, không mơ. Tại đây có thấy con bướm bay lên là cô nói là con cầu năm về đúng không? Mà cô lên mấy lần cô cúng mấy lần là đều gặp cậu năm ba về hết. Đúng rồi. Cái bướm ba về mấy lần luôn. Ở đây tụi nó làm chứng luôn. Vợ gặp là cô cũng khóc luôn đúng không? Cái này cũng như là cả khán giả. Hôm nay chị Như không có đi ha. Thấy trời ơi cái điện thoại của anh Minh rõ luôn. Rõ. Không ngờ luôn. Cái này bự lắm mà nó chặt đâu mà tháo. Trời đông quá chết tôi. Chết tôi. Quay bên đây nè cô, hết người nè cô. Cô đứng vừa mô vừa cầu năm thế này cô cảm thấy như thế nào về người cháu và người con của cầu năm cô? Người nào mà lố mới mua cái bông bông. Cái này là cháu nội hay cháu ngoại chứ? Cháu ngoại ha. Vậy là chắc từ nhỏ tới lớn ở bên Mỹ ha. Trời ơi, vậy mình nói tiếng Việt rành ghê luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai giới tiếng Việt. Dạ, đúng rồi. Hình như cô ra cô gặp ổng đi vô. Nếu mà cô ở rất là nhanh. Nếu mà không biết được tiếng Việt á rất là dở. Vâng, là một chuyện. Nó lớn lên nó muốn về đây nó làm ăn, ví dụ nó lớn lên nó muốn về quê hương nó thăm. Vâng. Là thiệt thôi. Nhưng mà bên đó đi học trường là nào tiếng Anh ha anh? Em là con thứ mấy của ông ạ? À? Của bác là thứ mấy ạ? À? Em là con thứ mấy ạ? À? Thứ hai ạ? À? Là cháu. À, cháu à. Vâng. Đó là người Hàn Quốc. À người Hàn Quốc. Trời ơi, người Hàn Quốc. Có mấy tóc đúng người Hàn Quốc luôn á. Đúng rồi. Và người mẫu đó. Người mẫu. Nhưng mà anh sống ở Hàn Quốc hay Mỹ? Ở Mỹ. Vâng. Em rất giống người Hàn Quốc mà là những người mẫu. Giống người mẫu đó. Tương lai là như vậy đấy ạ. Chúc em luôn thành công ạ. Chúc em luôn thành công trong cuộc đời. À mẹ người Việt nhưng mà ba Hàn Quốc. Nhưng em nói được tiếng Việt là ok đấy ạ. Vâng đúng rồi. Đúng rồi. Đó là mỹ tục nét đẹp mỹ tục của truyền thống đó. Nhưng mà em nói tiếng Việt rành không? Chút. Ok. Nhưng mà tiếng Hàn với tiếng Anh là ok đúng không? Thì ngôn ngữ chính. Bây giờ mình chào một câu tiếng Hàn được không? Chào tiếng Việt thì ok, chào tiếng Việt thì ok. Chào tiếng Việt thì ok nha. Xin chào. Cảm ơn em. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là em trai này quen với khí hậu Việt Nam chưa ha? Đúng rồi. Nóng quá. Dạ, nó nóng quá. Nóng quá. Đúng rồi. Dạ, nóng quá. Cô này cô nhiêu rồi cô? Wow. Cô sao mà trẻ quá nha, cô chú trẻ quá này. Vâng, chúc cha. Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt á con nhìn thấy trẻ. Phúc hậu ạ, thì cô rất phúc hậu. Là 20 là bắt đầu mình về Mỹ lại. Dạ. Mấy cô ha?
Dạ. Thế thôi bye bye mọi người nha. Dạ rồi. À, tụi con tạm biệt cả nhà ha. Dạ. Gia đình quý cô chú. Rồi. Bye bye. Chúc cả gia đình muốn là hạnh phúc ạ. Còn cảm ơn giao chú nha. Tụi chú. Ở đây có gì hả cho lên đây. Lọc cho mấy em là lọc dạ. Cái này là đó sẽ giữ mãi mãi. Giữ mãi mãi nhiều cô. Cô tính vô tập với dạ. Cô bé xin thêm 10 phút nữa kìa. Xin 10 phút nữa. Thôi vô đây nó nắng lắm. Khô dữ vậy trời. Trời ơi. Ôi sao giống cái hình của cậu Năm quá ha. Phải không? Trời ơi. Thương quá à. Bé ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi. Con học ở bển là con học lớp mấy? Mới lớp 1 thôi. 7 tuổi học lớp 1 ha. Trời ơi. Thương ghê không? Bé ơi, thấy khóc cảm bé, cho cô hỏi một câu là lý do ông Năm có cái điểm gì mà làm cho con thương như vậy? Hả? Trời ơi. Thương quá à, nói cậu nghe mình xúc động luôn á trời. Thiệt luôn, nghe xúc động thật sự luôn á. Con biết ông Vũ Linh lâu chưa? Con biết lâu chưa? Thương quá à, xin 10 phút nữa ha. Con thấy ông ngoại bà ngoại xem rồi mẹ xem mà thương ông Vũ Linh thì con cũng vậy đúng không? Trắng trẻo coi kìa trời. Mai mốt con muốn về Việt Nam, con muốn gặp lại ông Năm không? Trời ơi, Thương. Con chú nghe nói là con đi vô đây để đuổi lùi đúng không? Đuổi lùi trên hình của ông Năm đúng không? Ờ, không phải hả? À? Sao mẹ nói là con lại không thích mấy người đậu? Hết đẹp à? Trên hình của cậu Năm làm hết đẹp. Hết đẹp. Trời ơi, nói câu nào con nấy mình nghe mình xúc động ghê luôn. Nếu mà con thấy nó là con đuổi liền nha. Bây giờ con lại con có hình nào nè. Đây có con đuổi ở trên kia kìa con. Bị đuổi rồi. Đó, đi rồi, cái đó. Trời ơi, nó đậu trên hình của ông Năm. Trời ơi. Thấy chưa, thấy chưa, cô chú anh chị, đây là bằng chứng người thật thiệt thật nha cô chú anh chị, không ai dạy, không ai bảo nha. Dạ. Ừ, quá trời hương. Nhiều khi cô chú anh chị nói gì. Trời, nói câu nào mà mình xúc động câu đó luôn á. Anh thương em nha. Em lên đây anh thấy không? Em mới lên hồi sáng hôm qua giờ em lên nữa. Em nghe tên Tháo đạp em rất cái hình vô em coi lại tờ giấy là em coi lại clip nữa là anh nói gì viết giấy ký á. À, em mới lên. Nè 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 nhìn hình thấy không? Cái hình màu đỏ đó trên mộ đó. Màu đỏ đó. Đúng cái hình bé tên gì? Con tên gì con? Con tên Vi. Con tên Vi. My name Vi thôi. Mấy em ít Vi. Ờ, dễ thương quá. Con học tiếng Anh hay con học tiếng Việt? Nghe. Trời ơi, dễ thương nha. Con 7 tuổi hả? 7 tuổi thì nói làm sao? Nói tiếng Anh này nói làm sao? Trời ơi, chính xác luôn nha. Là tiếng Mỹ đó. Tiếng Mỹ đúng không con? Seven là 7 đúng rồi. Đúng rồi, quá dễ thương. Trời ơi, cưng cưng thật sự cưng dễ thương, cưng ghê luôn á. Rồi ở đây 10 phút nữa đúng không? Hay là coi ra xin ông ngoại của ông ta, phải kêu ông ngoại không? Ngoại đúng rồi. Trời ơi. Tới chiều luôn. Đi đuổi rồi trong năm. Trời ơi cô, bé nói câu nào con nấy tụi con muốn khóc luôn, thật sự luôn, dễ thương. Hỏi là sao ông Năm có nó sợ dưa hình cậu Năm đi mà con thương ông Năm vậy. Cái bé nói nặng cái lê hình coi rồi ơi nặng cái lê hình nha. Nói câu nào con nói con nghe con nổi da gà mà con cảm xúc thật sự luôn. Nó đậu trên hình ông Năm không đẹp, xin sợ dưa hình đi rồi ơi. Không có tình cảm luôn, không biết tại sao mà con phải coi cái đầu trời ơi khóc kìa. Con nghĩ như vậy này, cô chú bé thì bé thương quá à. coi ông Năm thường xuyên không? Ở nhà coi thì nó cũng coi mà lướt qua được không? Không coi nhưng mà tới đây lại tự nhiên có một cái tình cảm. Cái này là cái điều lạ này. Thương quá. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.